Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một video về phản ứng của người Trung Quốc khi thấy là một đám cưới của người Việt Nam. Cùng đón xem nhé. Video nếu thấy hay nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.